若你是平凡，人像我无人，求你爱吧，便又要寂寞吧。若你做情人，能像我傻人，才会放手吧。来愿也梦中吧，很想得到的，但总得不到他，互相都需要彼此加，要高攀注定啊。 Không lẽ nói cho anh biết anh trốn trong phòng của anh suốt cả đêm hay sao? Còn nằm dưới gầm giường của vợ anh hả? Vậy có cần nói luôn cho anh biết vợ anh đã hôn anh một cái hay không vậy? PTP và chúng ta mỗi người một ưu điểm, nhưng không hiểu tại sao họ lại lấy được hệ thống EDP của ông Weber. Ông Weber lúc nãy mọi người nói có phải Brian Weber không? Tôi đã bàn với họ để lấy quyền sử dụng độc quyền tại Hồng Kông đi. Thái độ như vậy có thể thuyết phục được người của quỹ tài trợ đó không? Đất của chúng tôi đều là đất thuê. Họ sẽ ưu tiên tài trợ cho những tổ chức hoạt động sở hữu chủ quyền đất nông nghiệp. Chào. Về rồi sao? Tại đó. Trời, sao mà tất cả mọi người ai cũng cúi gằm mặt vậy? Lúc trước chị Tâm dùng Tâm Nông làm thương hiệu, kinh doanh ở trên mạng, ai ngờ bị người ta đăng ký trước, còn chuyện người chúng ta xâm phạm nữa. Thật ra bấy lâu chị Tâm rất muốn thỏa thuận với đối phương bản quyền chuyển nhượng, ai ngờ bấy lâu cũng bàn không xong. Thôi được rồi, bây giờ có cơ hội có thể bàn rồi, luôn cả thời gian cũng xác định rồi. Ai ngờ luật sư Hạ của chúng ta lại đòi nghỉ phép, đối phương cũng không chịu giờ ngày nương theo chúng ta nữa. Vậy hay chúng ta đổi đi. Không được, nhất định phải bảo vệ quyền lợi của mình chứ. Khách hàng ghi nhớ Tâm Nông, tức là nhớ nông trại của mọi người, không thể tùy tiện đổi được. Tốt là vụ này không biết phải kéo dài tới chừng nào đó. Thì đó, càng kéo càng phiền phức, lát nữa bị người ta thắng kiện, chúng ta mất mát còn lớn hơn. Hay, những người này nghỉ phép lớn bằng trời, mặc kệ người khác, thực tế là coi thường nhu cầu khách hàng. Anh Du, sao anh có vẻ biết rõ cái này quá vậy? Tôi từng làm ở văn phòng luật sư mà. Hashi. Ê, trời. Anh xin lỗi nha, tôi không phải cố tình đâu. Đã nói với cậu rồi, hắt xì phải che mũi lại. Có biết luật sư đối phương lại không? Hình như tên là Trương Tông Dịch đó. Cánh gà tiêm hả? Tôi thích ăn lắm đó. Là con người. Giống như hai đứa trẻ vậy đúng không? Ê, sao lại ra đây vậy? Tôi đã đọc tài liệu rất lâu. Tôi phát hiện Trương Tông Dịch thì ra là đệ tử của Cao Thu Thành. Luôn cả đám cưới cậu ta cũng nhờ Cao Thu Thành làm chứng hôn. Vậy thì người này tôn trọng Cao Thu Thành lắm. Nhưng liên quan gì chứ? Tôi giống ai chứ? Để tôi giả làm Cao Thu Thành đi kêu Trương Tông Dịch giải quyết vụ thương hiệu đó. Có được hay không đây? Có khi nào lộ tẩy không? Sợ lộ tẩy thì phải trả giá. Tôi phải mua một bộ áo vest Albany, nhưng cô trả tiền. Albany, cái tên này cũng biết xài thiệt ha. Nè, Cao Thu Thành mà, đương nhiên phải mặc nhãn hiệu ở đẳng cấp này. Nhưng anh vì tôi mạo hiểm lớn như vậy, để người ta biết rắc rối lắm. Tôi cũng vì bản thân tôi thôi. Tôi cũng muốn chứng minh bản thân không thất bại như vậy. Cho nên thứ hai này tôi sẽ tới tòa tối cao. Hay là tôi đi với anh? Không cần, tôi đi nói vài câu thôi. Không được, chân của anh còn chưa lành lại, lỡ có chuyện gì cũng có tôi ở bên cạnh. Cũng được. Cô ăn táo không? Không ăn đâu, anh ăn đi. Nè, anh muốn mua Albany thật sao? Mắc lắm đó. Nếu không như vậy làm sao giống được chứ. Cái này mới đúng, tặng cho cô nè, quà đó. Cảm ơn. Nè, hình như cái này, nè, cái này được hơn, tôi thích mùi này hơn, tôi có thể lấy cái này không? Không được, cái này tặng cho người ta, cô thích tôi lên mạng đặt cho cô. Không phải chứ, còn ai quan trọng hơn tôi vậy? Skyler đó, cô tới văn phòng của chúng tôi cho nên món quà này là quà chào mừng tặng cho cổ. Tặng cho cổ? Cần gì chứ? Cái gì chứ, giọng nói lạ vậy? Nói thật, cô đừng là một đại tiểu thư, cần gì hạ mình thấp giọng lấy lòng cổ chứ, có đáng không? Hai gia đình chúng tôi là thế giao đó. Từ nhỏ chúng tôi đã chơi chung, tình cảm rất tốt, còn cùng theo ông nội của cổ học vẽ nữa. Sau đó gia đình cổ có chuyện mới dừng lại thôi. Con người trưởng thành có mối quan hệ và bạn bè của riêng mình. Thật ra Skyler không có gì đâu. Tôi cũng thấy, chỉ có một mình cô đang sống trong quá khứ thôi.
Quan niệm quá khứ thì quan niệm quá khứ nha, những chuyện đó đã qua rồi. Với lại khoảng thời gian trống trước đây, người ta xảy ra chuyện gì cô hoàn toàn không biết. Lo ăn đi, nói nhiều quá. Ừ. Em à, em à, Tứ Sơn, xin lỗi. Tôi vừa mới tới viếng chú. Tôi nhớ hôm nay là ngày kỵ của chú. Tấn Sơn đã mất tích 3 năm, không có tin tức gì hết. Tôi biết cả làm gì với cô chắc chắn là cho cậu ta, nhớ cậu ta lắm. Không phải tất cả nỗi đau đều thích hợp thảo luận. Đối với một số chuyện không thể giải quyết, tôi không muốn nhắc đâu. Cô không thể giấu hết tất cả những chuyện không vui trong lòng. Tôi muốn chia sẻ với cô. Năm xưa ba tôi đột ngột ra đi, còn lại tôi và em trai nương tựa lẫn nhau. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến Tấn Sơn. Cho đến 3 năm trước, đột nhiên Tấn Sơn mất tích. Nói tóm lại, tôi rất cảm ơn cô tới viếng ba tôi. Nhưng tôi mong cô đừng nhắc lại chuyện của gia đình tôi. Tôi muốn tôi và cô trao đổi đơn giản một chút. Tụi con có mua bánh đúc đậu này ăn chung đi. Ba, ba đừng chết. Ba, 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 ba. Em à, có phải em còn giận chị hay không? Sau khi em hết giận thì gọi điện thoại cho chị nha. Chị đợi em. Cô nhìn như vậy mắt cô có mỏi không? Không có mỏi. Tôi cảm thấy hôm nay anh thực sự hòa nhập làm một với tòa án tối cao vậy đó. Anh thực sự rất giống Cao Thu Thành nha. Tôi chính là Cao Thu Thành. Nè, đi đi, để coi hôm nay Trương Tông Dịch ở tòa số mấy. Ê, Trương Tông Dịch đi vệ sinh kìa. Vậy anh đi mau đi. Cô đợi tôi đây nha. Nè, coi chừng lỗ tẩy đó. Sư phụ. À, Quyên, gần đây đang lo vụ gì vậy? Cũng là những vụ đó thôi, ly dị trai gia tài và quyền nuôi dưỡng vậy thôi. Tôi muốn nói vụ xâm phạm quyền thương hiệu với cậu. Luật sư đối phương muốn hiệp thương trước 2 tuần, sao cậu từ chối vậy? Vụ đơn giản như vậy cũng trì hoãn lâu vậy sao? Thực tế đối phương không có thành ý hiệp thương. Khách hàng của cậu đã đăng ký nhiều thương hiệu, rõ ràng là muốn tìm lợi lộc. Bây giờ người ta chịu bỏ tiền mua lại rồi, thấy có lợi thì rút đi. Có nhớ sư phụ dạy cậu thế nào không?
Sao hả? Có lộ tẩy không? Tôi ra tay, có chuyện gì làm không xong chứ. Lên mặt quá. Nè, lâu lâu tới tòa tối cao hay là tới nhà hàng ăn thử đi. Cũng được. Nhưng anh biết đường sao? Làm luật sư, quan trọng nhất là bảo đảm lợi ích của khách hàng. Khi khách hàng lạc lối, phải chỉ đường đúng đắn cho họ đi. Mau chóng kết án đi. Nhưng sư phụ à... Nè. Luật sư Cao. Hả? Không ngồi chỗ bình thường ông hay ngồi vậy? À, cũng được. Đi đi. À, ở bên này. Cảm ơn. Luật sư Cao à, hôm nay có món cơm hải sản mà ông thích ăn nhất đó. Cũng được. Tôi biết là ông Trịnh gả con cũng cùng một ngày. Tôi cũng biết ông đã gửi thiệp cho cậu. Nhưng mà với tình cảm giữa tôi và cậu đáng lý phải thân hơn nữa. Không lý nào cậu không tới chỗ tôi, làm vậy không nể mặt tôi chút nào. Không lý nào. Chào quý tòa. Ủa, luật sư Cao, sao tới sớm vậy? Tôi vừa mới tới. Có thể bắt đầu phải không? Cậu bận lắm hay sao? Không phải. Có hợp khẩu vị không? Ừ. Bình thường ăn những món thanh đạm, đột nhiên ăn những món này thực sự cảm thấy rất ngon miệng. Nhưng mà tuy rau quả trồng ở nông trại thanh đạm nhưng mà lành mạnh lắm. Nè, tôi đi vệ sinh đã. Tôi làm xong công việc rồi. Nè, vậy chúng ta quán đổ được chưa? Cô Du ăn xong chuẩn bị đi rồi. Cô à? Hả? Ổ khóa cửa phòng đó hư rồi. Cảm ơn. Tôi gặp Lợi Tử Doanh trong toilet, anh mau đi đi. Albert. Alo, Albert hả? Em cũng ở tòa tối cao. Lúc nãy thấy anh, em gọi theo, càng gọi anh càng chạy. Anh hỏi hả đi đâu vậy? Bụng của anh khó chịu quá, tranh thủ đi toilet. Anh không có gì chứ? Anh gọi cho em sao? Xin lỗi. Ê, sao hả? Lúc nãy vợ của anh đuổi theo tôi. Biết rồi, anh qua vô toilet đợi tôi. Nè. Ra đi. Cuối cùng anh cũng tới rồi. Tưởng đâu anh gặp trục trặc gì chứ. Laura và Du Phong đều ở ngoài, chúng ta chia ra đi. Vậy cũng phải, cả hai đều đợi anh. Anh làm sao chọn đi? Anh ở đâu vậy? Xong chuyện rồi. Tôi biết. Anh coi, thì ra hôm nay Cao Thu thành thật cũng đang ở đây. Nè, không sao chứ? Không sao. Tôi mới là Cao Thu Thành,
họ cũng xứng đôi lắm. Cũng may hôm đó tôi không tìm ảnh. Xin chào cô Weber. Tim Tim, chào cô, chào cô. Lần đầu tiên tôi tới nhà cô, chúc lòng thành thôi. Mùi ớt đó, đúng là thơm vô cùng. Cô ngồi một lát, tôi đi nấu ăn một lát. Nhanh lắm, nhanh lắm. À, được, được, được. Sắp có cơm ăn rồi, bảo đảm cô sẽ ăn tới chảy nước miếng. Ừ. Làm gì ở đó vậy? À, đời máy này ở Hồng Kông hiếm thấy lắm, cho nên tôi mới lấy coi thôi, trả cho cô. Cái laptop này của chồng tôi, 3 tháng trước anh bị tai nạn chết rồi. Do bình thường anh rất kín tiếng, không muốn mọi người bên ngoài để ý từng hành động cử chỉ của ảnh, cho nên tôi không công bố cái chết của ảnh. Sao đột ngột vậy? Nhìn mặt của cô không giống. 2 tháng đầu ngày nào cũng ngồi khóc. Sau đó có một hôm tôi nằm mơ thấy Weber. Ảnh kêu tôi đừng khóc nữa, phải sống một cuộc sống thật vui vẻ. Xin lỗi nha. Thôi lại chuyện buồn của cô. Cái laptop này có tất cả hình và kỷ niệm của tôi và ảnh. Khổ nhất là tôi không biết mật khẩu. Cho tôi coi thử. Tôi có đọc một bài viết nói về mật khẩu sinh nhật của Weber. Ờ. Cô ghi lại ngày sinh nhật của hai người cho tôi đi. Thành công thật rồi. Gửi người anh yêu. Chưa bao giờ tôi biết có cái này. Những người IT như chúng tôi ngồi trước bàn phím mới biết nói chuyện. Cô nói đúng. Bức thư tình điện tử này tôi sẽ giữ lại khi ở một mình mới đọc. Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết mục đích tiếp cận tôi của cô là gì? Người bình thường không thể nào trong vòng 10 mấy giây đã có thể giải được mật khẩu máy tính của Weber. Hơn nữa, sự xuất hiện của cô rất đáng nghi. Tiếng tứ xuyên thì nói câu được câu không. Đúng vậy. Tôi tiếp cận cô là có mục đích. Tôi không muốn ông Weber bán hệ thống của ổng cho Jeff Dương thôi. Cô có biết công ty PTP Technology của anh ta không có uy tín không? Vì muốn giành khách chưa mua được lại nói bản thân đã mua rồi, rõ ràng muốn lừa dối. Thì sao liên quan đến chuyện này? Thật ra IDP System của ông Weber viết thật sự rất hay, đáng lý phải sử dụng ở một nơi thích hợp. Nhưng tiếc là ông ta đã qua đời. Nhưng cô thấy tôi nhớ Weber, không ngại để lộ thân phận để giải mã cho tôi. Có thể thấy cô không phải người xấu. Tôi cũng rất cảm ơn cô giúp tôi có thể nhìn thấy những gì Weber để lại cho tôi, cho nên tôi quyết định giúp cô. Thật sao? Cảm ơn cô. Ê! Nè! Nè nè! Tôi có tin mừng kinh thiên động địa nói cho anh biết. Gì chứ? Thì ra mấy tháng trước ông Weber đã qua đời rồi. Nhưng không ngờ lúc nãy tôi có thể giúp cô Weber phá được mật khẩu sinh nhật của cổ. Tóm lại bây giờ, cô Weber đã hứa cô sẽ không bán hệ thống cho Jeff Dương. Cô còn bán quyền sử dụng độc quyền khu vực Hồng Kông cho tôi với giá rẻ nữa. Uầy, cô có hệ thống đó, tức là chúng ta thắng chắc rồi.
Lần này coi như không bị người thằng làng khắc chế rồi. Vậy có tiền rồi, tiền là... Nè, giờ hôm nữa là tới ngày trả lãi rồi. Cô có biết không, món nợ đó cứ dai dứt trong lòng tôi hoài. Nè nè nè, đừng dây dứt nữa. Ăn món ngon chúc mừng trước đi. Cái gì vậy? Rồi, tất cả đều là món cay, tôi không ăn đâu. Miệng của tôi vẫn còn bị lở nữa. Vậy sao? Phải. Nè, há miệng ra, để tôi kiểm tra giùm anh. Tôi không dễ há miệng cho cô coi đâu. Cởi mở vậy sao, thiệt tình. Đừng lãng phí quá, cô qua bơ nấu ăn ngon lắm. Bởi thật sự nấu được mùi vị của món Tứ Xuyên đó. Ở Hồng Kông không có bán đâu. Mùi vị của Tứ Xuyên, mùi vị của Tứ Xuyên. Cô tập lời thoại cũng suôn sẻ thiệt ha. Lo xong vụ đó thì không cần đóng kịch nữa. Tự nhiên cũng có bà nội Tứ Xuyên. Nói đến cô dễ cảm động lắm, cô đúng là giỏi thiệt. Anh cảm thấy tôi dùng những chuyện đó để nói dối sao? Không lẽ là thật hả? Tôi sinh ra ở Tứ Xuyên thật đó, nhưng 7 tuổi đã tới Hồng Kông, cho nên nói tiếng Tứ Xuyên không tốt cho lắm. Nội của tôi ở Tứ Xuyên thật đó, không phải là dựng chuyện đâu. Lúc nào tôi cũng nhớ nội lắm. Số ớt lần này đúng là nội gửi cho tôi. Có thể coi như tôi chưa nói ha. Bỏ đi. Thơm quá đi. Nè, tôi ăn đây, cô có ăn không? Có đũa cho tôi ăn không? Tôi ăn nha, thơm quá. Có đũa nè. Cay quá không? Bông bóng cá, di cá, bào ngư. Nó còn nguyên cả hộp hải sâm nữa. Cậu chủ. Hả? Cậu đói bụng sao? Tôi muốn kiếm chút đồ ăn thôi. Cậu muốn ăn gì? Có mì ly vị hải sản không? Trời, tô mì thơm thiệt. Là mì còi sò thủ công đặt làm ở nhà hàng Phú Hào đó. Hả? Sao bào ngư thấm vị nhanh vậy? Tôi đã làm sẵn từ sớm, để trong tủ lạnh, định mang ra xài bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu thời gian cho phép, tôi nhất định làm liền nấu liền. Tôi không phải nói chị, trò chuyện thôi. Chị không cần coi chừng tôi ăn đâu, chị đi nghỉ ngơi đi. Không cần. Phải rồi, tôi ăn xong sẽ rửa chén luôn, chị cứ đi đi. Đi đi. Thôi được, tôi đi trước nha. Cô chủ, chào cô. Chào chị Đào. Cô chủ ở trong bếp. Được rồi, cảm ơn. Wow, cà phê thơm lắm. Phải, nhưng không phải cho em. Em thì nên uống cái này nè. Sao em phải uống sữa bò chứ? Tối qua em ngủ không ngon mà, đừng uống cà phê nữa. Uống sữa bò bổ dưỡng hơn, tốt cho làn da hơn. Sao anh biết em ngủ không ngon? Hôm qua anh vô phòng nhìn lén em sao? Đâu có, anh ở phòng sách suốt cả đêm mà. Nhưng bản thân của anh á, ngủ không ngon, hôm nay dậy hơi trễ. Sao hôm nay em cũng dậy trễ vậy? Chị Đào cũng nói vậy đó. Cậu chủ, cô chủ, trưa nay muốn ăn gì? Hôm nay không cần chuẩn bị bữa trưa cho chúng tôi đâu, cảm ơn chị. Dạ biết.
À, tôi đi mở cửa đã. Ờ, anh về phòng sách tiếp tục đọc hồ sơ nha. Cũng sắp tới giờ rồi mà. Thứ bảy hàng tuần không hẹn ai, chúng ta đều hẹn với ba má mà. Vậy sao? Lần trước anh cãi nhau với ba, nhưng hai cha con đâu có thù dai chứ. Anh không còn nhớ nữa, cãi cái gì vậy? Đó, thái độ này của anh có tốt không? Chắc chắn ba sẽ tin anh. Coi bộ anh phải thường xuyên nghỉ phép rồi. Sao vậy? Bởi vì em cảm thấy sau khi anh nghỉ phép, anh đã hoàn toàn nhẹ nhõm hơn. Ờ. Lát nữa anh gặp thì gọi ba má được rồi. Đem cái gì thì không cần phải bận tâm. Từ đầu chị Doanh đã sắp xếp hết rồi. Tóm lại đừng phát biểu bất cứ ý kiến gì. Cái chị Doanh chọn chắc chắn là vô địch thiên hạ. Nè, vậy cậu có biết cha con họ cãi nhau chuyện gì không hả? Thì vì căn nhà thôi. Anh Thành mua căn nhà mới cho họ ở, hai người đó nhất định không chịu ở. Hả? Vậy mà cũng cãi được sao? Ừ, vậy nha. Vô đi. Rảnh rỗi anh nên thường xuyên gặp ba má. Ba má gặp anh sẽ vui lắm đó. Ờ, phải. Còn nữa, anh lại quên đeo đồng hồ do ba tặng cho anh. Ờ, phải ha. Em đổi giùm anh. Ồ, lại chậm 5 phút nữa. Ok. Ừ. Đi được rồi. Ôi trời. Nè, đồng hồ bị vô nước biển hơi chậm đó, còn bắt chước người ta đeo nữa. Anh thích đồng hồ này lắm. Vậy sao? Dạ, thời tiết hôm nay mát mẻ lắm mà. Phải đó, thời tiết hôm nay tốt vô cùng. Ra khơi là tốt nhất đó. Ê trời ơi, mấy chục năm ổng điều như vậy mà được đánh cá là vui lắm. Rồi đó. Nè, rảnh rỗi thì về phụ ba đánh cá đó nha. Bảo đảm con có sức khỏe, không có đau, không có bệnh. Ê, trời ơi, mặt con xanh sao? Bắt chước người ta say sóng hả? Con làm sao là con có ba nữa chứ? Con đâu có bị say sóng. Không phải bị say sóng, tối qua con uống rượu với người ta, uống nhiều lắm sao? À, không giấu được ba rồi. Còn trông cậy con phụ một tay với ba, có hy vọng rồi, thiệt tình. Ba, hãy để con làm cho, con cũng được đó. Con à, ba sợ lắm nữa con rơi xuống biển mất công cứu con. Một mình ba được rồi. Ổng là vậy đó, trước mặt con trai cho ổng ra quay đi. Cái gì cũng có. Ông già thu hoạch nhiều lắm. Nhiều cái gì mà nhiều, bà quên rồi sao? Mười mấy năm trước thì có, mọi người ra khơi mấy ngày đã có mấy trăm ngàn tiền cá đem về rồi. Bây giờ chỉ có mấy ngàn, tiền dầu còn chưa có đủ nữa, thiệt tình. Mấy người đó cũng quá đáng thiệt. Đếp con cũng bắt luôn, còn bắt cái gì nữa chứ, thiệt tình. Chà, ghẹ mập lắm à. Tối nay má xào cho con ăn nha. Hay lắm. Nhớ hấp luôn tôm nha, có biết không? Tụi nó thích ăn đó. Biết rồi. Con nào lớn hơn? Được rồi. Ăn cơm đi. Ăn đi. Ê, sao bao tay cũ vậy? Đích thân má làm cho em đó, anh quên rồi sao? Đâu có, anh thấy giải mục hết rồi, em vẫn còn xài thôi. Tấm lòng của má đó. Vợ con đích thân mình nấu cơm cho má ăn, nên má làm bao tay cho nó thôi, để nó khỏi phải làm dơ áo. Vậy thì đúng là đáng quý lắm. Ăn cháo đi, vừa ăn rồi đó. Cha, cháo cái gì này? Rất thơm, rất ngon đó. Má nấu thêm cho con ăn. Ừ, được đó. Trả cho con nè. Ba, là tấm lòng của Albert đó. Anh muốn ba má có thể sống yên ổn hơn, nên mới mua nhà mới cho ba má. Ê, ba ở trên ghe quen rồi, không quen ở nhà đẹp đâu. Căn nhà này con lấy bán lại cũng được, cho thuê cũng được. Đừng có bỏ trống,
mới không bỏ uổng. Em tưởng đâu anh sẽ giận giống như lần trước. Ê, người già đương nhiên thích ở những chỗ mình quen rồi, đâu phải căn nhà rộng hơn, mới hơn, mắc hơn thì là tốt đâu. Mọi khi con đâu có nói gì vậy đâu, con đúng là Cao Hải Căng. Thôi ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Ăn cơm đi, ăn đi. Nè, lần này con nói về á, hình như nên thân hơn có chị phải ha. Nó chịu về là tốt rồi, vui vẻ là được rồi. Vậy cũng phải. Thật sự em không ngờ lúc này anh trả lời ba như vậy, lại chịu lấy lại chìa khóa. Thấy hai người trao đổi vui vẻ như vậy em cũng thấy vui. Nhiều khi đúng là phải nương theo người già đó. Cái gì? Nông trại của Du Phong nằm gần khu đất mộng lợi để mắt hay sao? Có trùng hợp vậy hay không? Bây giờ vẫn chưa biết phạm vi mà ba có hứng thú có bao gồm nông trại hay không, nhưng đề phòng bất trắc. Tôi sẽ mau chóng giải quyết chủ quyền cho Du Phong, vậy thì cổ sẽ có thêm sự bảo đảm. Tôi sẽ trả tiền đợt đầu mua khu đất đó giùm cổ. Lần trước anh kêu em dùng danh nghĩa của Du Kỳ Nam đăng ký công ty là để sử dụng như vậy. Anh định dùng công ty này để đầu tư vào nông trại sao? Cậu nói không sai. Vừa hệ thống tưới tiêu, vừa tiền đợt đầu mua đất cả triệu lẫn đó. Lỡ như bị bại lộ thì tính làm sao? Làm sao anh ăn nói với lại ông Lợi? Rõ ràng anh quay ngựa múa giáo giỏng rồi. Chỉ cần cậu không khai, cho dù ai điều tra cũng chỉ điều tra được Du Kỳ Nam, không liên quan gì tới tôi. Hay là cậu không tự tin giữ kín bí mật này? Em không giữ được bí mật không đến giữ được sao? Chuyện này phải mau chóng tiến hành. Tôi nghe tài xế của nông trại nói cháu của bà muội chủ đất từng liên hệ với địa ốc. Chắc chắn là dòng ngó tiền bán đất rồi, có đúng gì không? Tôi muốn tận dụng chuyện này để Du Phong cảnh giác. Dùng tư cách của Du Kỳ Nam nói chuyện với họ cũng vô ích. Họ không chịu nghe những gì mà một người vừa mới quen biết nói đâu. Càng không thể tiết lộ cho họ nghe có chuyện thu hồi đất. Càng lúc anh càng nhập gia như vậy cũng không phải là cách đâu. Anh một mặt phải tìm cách dụ Du Phong mắc bẫy mua đất, mặt khác lại kêu em điều tra giấy tờ nhà của bà muội. Em sợ anh không thể quay lại thôi. Cậu càng lúc càng nói nhiều vậy. Điều tra kỹ mới báo với tôi. Vậy đi. Alo, địa ốc Thiểm Thiểm, có thể giúp gì được cho quý khách? Đây là nông trại Tâm Nông, chúng tôi muốn bán khu đất. Ê, là khu đất của bà muội sao? Bây giờ bà muội có hứng thú mua bán đất sao? Tôi là bà con của bà muội, anh chịu trả giá cao thì tôi có thể làm cho bà có hứng thú. À, đương nhiên không thành vấn đề. Khu đất của bà muội sớm như vậy, chúng tôi vừa mới mất hai khách, cứ giao cho tôi nhất định tìm được giá tốt cho anh. Hay là anh tới chỗ bà muội nói chuyện đi, 3 giờ chiều mai. Ờ, à, được, ngày mai gặp. Ừ. Sao hả, con chó đẹp trai không? Ở đâu ra con chó vậy? Tiểu Thành qua đây, ngồi xuống, ngồi xuống. Có ngoan không đó? Ngoan, anh kêu nó Cao Tiểu Thành, ngồi. Đó, anh còn nó nghe lời không? Con gọi nó là gì? Cao Tiểu Thành. Tức cười lắm, con chó tôi mượn của bà muội là dựng tài mà. Nhưng mà hãy tôi gọi nó là Cao Tiểu Thành, nó liền vui mừng lắm. Anh coi, Cao Tiểu Thành. Anh coi có phải không, Cao Tiểu Thành? Vậy cô có nghĩ tới cảm xúc của Cao Thu Thành không? Chắc chắn là anh cảm thấy tôi trẻ con lắm. Nhưng mà bấy lâu tôi vẫn rất ngưỡng mộ các cặp đôi có thể dắt con chó đi tản bộ, làm như con chó là kết tinh tình yêu của họ vậy đó. Lúc nào tôi cũng muốn cùng Cao Thu Thành làm vậy. Được không Thu Thành? Được. Hay là anh thử đi. Đi thôi, đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Cao Tiểu Thành, đi. Ê, ê, nè. Ngoan lắm, tới đây. Nó giỏi thiệt nha. Cuối cùng cũng chịu ngừng được sao? Wow, thời tiết hôm nay đẹp thiệt đó. Nè, về nhà đi. Về nhà đi. Cao Tiểu Thành, về nhà. Đi.
Dương Tài chạy về nhà kia. Hả? À, xin lỗi nha, anh tới tìm bà muội sao? Ờ, phải phải, tôi là người của môi giới địa ốc Thiểm Thiểm, tôi họ Quỳnh. Tôi muốn tìm bà muội bằng về chuyện liên quan tới bán đất, không biết là bà có nhà không? Hình như bà muội ra ngoài rồi, anh có gì thì nhắn lại, chúng tôi là người của nông trại. Ờ, vậy là phiền hai vị nói với bà muội một tiếng. Chúng tôi mới tìm được người mua mới, tuy là mức giá không cao lắm, nhưng mà họ rất có thành ý, họ để lại chi phiếu luôn rồi. Nếu như bà muội chịu bán đất, chúng tôi có thể lập tức đặt cọc giùm cho người mua. Bà muội định bán đất sao? Chúng tôi sẽ nhắn lại với bà, cảm ơn anh nhiều. Vậy làm phiền hai vị, nếu như bà muội quay về, kêu bà gọi điện thoại cho tôi. Hai người có gì cần có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, cảm ơn nhiều. Ờ. Sao lại vậy chứ? Thì đó, chẳng phải cô nói bà muội cương quyết không bán sẽ cho thuê dài hạn sao? Tôi còn định mua hệ thống tưới tiêu nữa. Thì đó, tự nhiên sao bà muội lại bán đất chứ? Chắc chắn là cháu của bà, lúc trước người đó đã ra sức kêu bà bán đất rồi. Vậy ý của bà muội thế nào? Thì cương quyết không chịu. Người đó còn chủ động tìm dì, nói bán cho dì với giá 2 triệu. 2 triệu tức là thấp hơn giá thị trường rất nhiều, sao mọi người không mua? Lúc đó dì phải gom tiền kinh doanh, làm sao còn tiền mua? Nếu bây giờ bà muốn bán, cô nghĩ bà còn chịu bán cho mọi người với giá 2 triệu không? Bà chịu, tôi cũng đâu có tiền. Có người chịu trả đợt đầu thì sao? Cô có tự tin có thể điều hành nông trại, kiếm lại số tiền đó không? Không lẽ anh chịu bỏ tiền ra sao? Tôi không có nhiều cho lắm, nhưng cũng phải moi ra hết. Đó là tiền dưỡng già của tôi. Cảm ơn anh nha. Anh Thành à, anh cũng phải nghĩ cho cảm xúc của em mới được chứ. Suốt ngày đi ra đi vô phòng của sếp, rất dễ bị người ta làm tiếu đó. Ngăn kéo có phải không? Tìm được USB của anh rồi, còn gì nữa không? Nói hết một lượt luôn đi. Bình thường tôi hay mời cậu uống trà ăn bánh, bây giờ tôi nghỉ phép, làm người ở cho tôi cũng được mà. Quan trọng nhất là kiểm tra kỹ ghi nhận mua bán khu đất của bà muội, với lại báo giá mới nhất là bao nhiêu. Chuyển vô USB cho tôi. Cổ lỗ vậy, dùng email cũng được mà, còn không thì dùng đám mây chia sẻ đi. Thế giới mạng là không an toàn nhất, tôi chẳng thà giữ trong USB. Cũng có nghĩa là ở đây có đầy đủ hồ sơ tuyệt mật, Du Phong, nông trại, thậm chí thông tin của Du Kỳ Nam, tức là em đã nắm được hết toàn bộ bí mật rồi hả? Cho nên cậu phải hết sức cẩn thận đó. Tuyết Ti à? Dạ. Phiền cô mang những tài sản ghi trong này gửi cho ngân hàng định giá đi. Dạ biết, luật sư Lợi. Wow, hôm nay cô hơi khác. Tối nay có hẹn sao? Đi ăn cơm với đám bạn cũ thôi, lâu rồi không gặp. Tôi mặc trịnh trọng lắm sao? Đâu có, cô mặc như vậy đẹp lắm. Từ nay thường xuyên mặc như vậy đi. Cảm ơn luật sư Lợi. Tôi cũng cảm thấy hôm nay cô đẹp lắm đó. Anh nói như vậy đáng nghi vô cùng. Chuyện gì đây? Cô phải đi ngân hàng để định giá mà. Luôn tiện định giá luôn phần của tôi đi. Để đó đi. Cảm ơn. Cảm ơn luật sư Cam. Đi được chưa? À, bye bye. Bye bye. Tôi cũng đi nha. Đi trước nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ủa, Otis đi rồi sao? Phải đó, anh tới tòa lấy hồ sơ rồi, có lẽ lát nữa sẽ về. Đi trước nha. Bye bye. Cô tìm ảnh có chuyện sao? Hồ sơ ảnh nhờ tôi định giá đã có rồi, để tôi gọi cho ảnh. Không cần, tôi nhắn lại cho ảnh biết giùm cô. Cô lo việc của cô trước đi. Vậy cũng được, cảm ơn nhiều. Không có gì. Sao về trễ dữ vậy? Đúng ra có thể sớm hơn, tại đợi anh thôi. Anh không có đọc tin nhắn sao? Diêu Diêu định giá giùm anh, tôi đã giữ lại hồ sơ giùm anh, nhưng đợi hoài anh cũng chưa về, nên tôi nhắn tin nói cho anh biết tôi để trên bàn của anh, sau đó đi trước. Xin lỗi nha, làm cô giờ này mới được về. Hay là ngày mai tôi mời cô uống nước bù lại được không? Hay lắm. Gần đây mới mở một tiệm cà phê ngon lắm.
hay là cùng đi thưởng thức đi. Cứ quyết định gì đi, tôi lên trển làm việc cái đã. Bye bye. Bye bye. Trái trên còn tới nữa hả? Đành chịu thôi, nhiều việc để làm mời. Cực thân anh, tôi đi nha. Bye bye. Để cổ tới nông trại, gặp ngay anh Thành có phải chết không? Cập nhật hệ thống máy tính. Cổ đọc đường USB đó có phải lộ tẩy không?要寂寞吧，若你做情人，能像我傻人，才会放手吧。埋怨也没用吧，很想得到的，但总得不到他，不想到需要比比之价，要高攀注定啊。现实角色未能就调转好吗？身份也对调，恋曲也对换。